Ủa tân thường nhá. Cái bị rái cũng không yên nữa. Bắt chủ điện ơi. Thấy chưa? Đi nhảy lên, nhảy sang bắn nó đi. Mày. Nhảy sang bắn đi mẹ mày cũng nhanh nhanh cũng xuống. Nhanh lên, sư phụ về mày chết. Sư phụ về mày chết. Em thấy là hay quá. Đấy, xin đầu chưa? Xin đầu đấy. Đừng nghịch mà. Đừng nghịch. Mạnh ơi, cẩn thận đi Mạnh ơi. Xin mẹ đây cái hộp gì đây? Đây trong hộp này. Cái gì? Thằng Mạnh hình như là nó làm gì vậy? Thằng Mạnh hôm nay sao lại khí hồi sư phụ sang đây? Ngoan đấy. Ôi, sao lại nhiều thế? Mang khí cả sư phụ đấy nghịch kìa. Không, chắc là nó mượn sư phụ hay nó thích con khỉ này mượn sư phụ không chứ. Có thích nói gì đâu mà ngủ mức sư phụ có nhà đâu mượn. Mẹ trưa nay không ngủ lại tự tưng mang khỉ ra đây ôm. Chắc là mang lên đây chơi. Làm em cốt hứng. Đáng ngồi nghêu ngang. Anh em. Là thế này. Này nhưng mà thầy. Này em có ý kiến thế này. Giữa trưa không phải ngủ. Xong rồi lại đi ra chơi làm phiền anh em tí nữa anh em không ngủ được. Bây giờ anh em mình sẽ giấu tí nữa xem nó đi đâu, giấu con khỉ cho nó một phen nó hết hồn đi, dám mang cả khỉ của sư phụ đấy luôn, giấu nó đi, xem vào đấy nó như nào. Đang trêu khỉ không ạ? Ừ được đấy, cho ngoan. Nhưng mà bây giờ chờ nó đi đâu rồi? Chỉ chờ được mẹ nó bây giờ sao vậy nó? Thằng nào? Ôn nào đang ngủ đi đây. Bây giờ chờ nó đi vệ sinh à? Không. Em nghĩ là hay là đánh lạc hướng đi. Nó đi vệ sinh thật. Ta mình bảo đánh lạc hướng nó đi. Nó đi vệ sinh. Để yên nó đi đã, để nó đi. Đứng yên đi. Nó tưởng anh em mình ngủ thôi. Nó tưởng anh em mình ngủ đấy. May là mới. Úi xời, kinh nhâm buộc chắc thế. Buộc chắc rửa nhá. Buộc chắc vào. Úi giời, đi là còn nhảy cho 6 rồi. Chiến anh đi, tiếp. Nhanh không, xong vào trả ngủ nhé. Được, không, anh ơi, thế này. Đây là chú. Đừng giả vờ như em bị tuột tí. Bây giờ anh lấy tuột kiểu gì được? Chỉ thế thì mới gọi là giả pha ấy. Trời. Cây này tí nó phát hiện ra. Mọi người, đây là con khỉ Barbie của sư phụ nhé. Mạnh thì giờ hôm nay thì bị anh em chơi cho quả này thì chắc là khóc. Úi rồi nó đeo mẹ lên cây này rồi. Thôi đi vào đi ngủ đi. Đi vào đi ngủ đi. Đóng anh em để ý nhá. Ui dồi ôi. Ui nó cho nó đỉnh chưa. Ui, quả này đi. Ui, quả này kìa. Đấy, ui, nó lên đâu ăn đấy rồi. Ăn đồ xiêm rồi. Mẹ, nó toang hay mình toang đấy. Thôi đi ngủ đi. Đóng cửa đi ngủ. Không bị gì đâu, nó chỉ ở đây thôi. Vào đi ngủ đi. Mọi người ơi, bây giờ anh em mình chờ xem cái phản ứng của Mạnh khi mà con khỉ. Anh thấy anh thật đấy. Không biết là nó toang hay mình to thật. Ui, không nào. Nó vào anh ấy. Đi ngủ. Dấu cam. Bạn đang tìm khỉ không biết khỉ đâu rồi. Bị rái cũng không yên nữa. Thôi.
Khổ tân tân kìa. Toàn rồi mọi người. Chết rồi. Ui nhìn những phần này. Trời ơi nó không quay. Ui nhìn những phần này. Ui nó nhìn thấy chào chào nó. Ui nó nhìn thấy đâu. Nhìn thấy kỳ đó. Ừ, nhìn thấy không? Đang lên trong bắt á. Trang lên đỉnh ấy, đố bắt kìa. Ôi đây, rời ở đây mà. Ui nó chào mãi đâu vậy kìa. Ui thế đéo rồi, không phải, nó không nhìn thấy. Nó vẫn không nhìn thấy. Ui nó chạy kìa. Lại chào. Bây giờ có mạnh. Mạnh khí. Sinh khí, sinh khí, sinh khí anh ạ. Bây giờ mạnh nó thành khí. Khí gì ạ? Khí đây này. Anh em mình ra đi. Anh em mình ra xem nó làm sao, cứ đi tìm đi. Ừ thì ừ, xả vào nhưng không biết gì. Chưa là thông ngủ lần nó khỉ cái gì? Khỉ gì? Khỉ bên nào thông ngủ à? Khỉ gì bên đây? Mang đây chơi cho nó ăn mà, mất cao nó để đây này. Chơi đi. Sao mà mày mang khỉ răng đây làm gì? Xích cho nó đây này, mới em mang đây chơi mà. Mày cứ về hỏi sư phụ cho tao mà mang khỉ răng đây. Ô mày hỏi sư phụ chưa? Mẹ khỉ đâu? Khỉ đâu? Đâu rồi? Khỉ răng cứ đem đi nhá. Anh biết đâu mà lần? Mày để đâu? Ủa bọn mày lần giúp nó ra sao nào? Em thấy khỉ đâu? Mày ơi, mày, anh thấy ở trên này ai? Đâu nhá, đây. Ờ mày ơi, mày không nhìn thấy. Ui ôi. Đâu đâu đâu? Trên đỉnh kìa. Đâu? Trên đỉnh kìa. Trên đỉnh kìa. Đấy. Ôi ôi. Ừ, sao mày lại để khí đấy leo lên trên đỉnh đi? Cái thằng mạnh này. Nhìn đây. Nhìn đây. Đây chỉ vô đây à. Đấy à. Đấy, nhìn đi. Leo leo lên mà bắt đi. Leo lên. Mẹ ơi. Lại cái leo lên, cứ leo lên cây đi. Leo lên. Trèo lên. Mẹ mày chết rồi. Mẹ rồi, mát khỉ của sư phụ mà mày cứ để nó leo kéo lên tay chính buộc cứ buộc vào. Mẹ con khỉ Barbie con khỉ này sư phụ yêu quý lắm đấy. Mày xích kiểu gì, tay chân xích kiểu gì mà để nó tuột ra mày. Mày vẫy nó leo lên cây nó leo mất là chỉ có hết thôi. Chắc mày thèm hồng xiêm mày bảo khỉ lên vặt hồng xiêm nào mày ăn à. Đúng không? Mày chết rồi. Ở trên đây đây. Ui, tao đây, bắt kiểu gì anh ơi. Thấy chưa? Thì nhảy lên, nhảy sang bắt nó đi. Mày nhảy ra bắt đi mẹ, cũng nhanh nhanh cũng sư phụ. Nhảy xuống đây, đâu cũng sư phụ về, mày chết. Sư phụ về, mày chết. Xin đấu chưa? Xin đấu đấy. Cần nghịch mà. Cần nghịch mà, cần nghịch. Mạnh ơi, cả dạng lên Mạnh ơi. Ui mẹ, con rắn kìa. Ui giời ơi. Con rắn kìa, con rắn trong người mẹ kìa. Ui, mất cam em dưới nó xuống anh ơi. Ờ, mất cam anh ơi, mất cam. Nào, bắt như khỉ ra nào. Mày chết. Có cần super như sinh nhận vớ vớ hết, vớ hết, vớ hết. Anh ơi, anh có chiêu super sinh nhận. Anh sẽ bắn tơ. Anh bắn tơ, anh bắt hộ. Nhớ. Đi bắt hộ, bắt đi. Bắt hộ nó bắt đâu. Ui mẹ không qua anh ấy, đau mẹ không đít rồi. Mạnh anh đau không đít không đeo một cây đâu. Ai ơi chào mày ơi. Đi ai ơi. Chuyện cánh anh ơi. Chuyện cánh à. Chuyện đi đâu rồi. Chuyện cánh anh ơi. Chuyện cánh anh ơi. Chuyện cánh rồi bọn này leo lên đi. Leo lên đi. Leo lên đi. Leo lên đi. Nhanh 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 bắn với nó đi. Cố lên cố lên. Chắc em ơi. Nó chạy đóng bánh nhà bắt xuống em ơi. Tụi mày nhảy ra bánh nhà đi. Toàn rồi, mẹ ông có khí của thương vụ mà bọn này. Mấy em bắt vào đây ông thương vụ thang bây giờ là chết đấy. Ông nghèo của nó cũng thang rồi còn này. Em vừa mới cho ăn, nó ăn được quả cam em đi vệ sinh mà. Nhưng mà mày cứ em sao? Đây đây, đây đây, cái máy này tao bị thoát bị đứa đấy. Nên là tao leo nó chậm. Khí ơi, khí, đâu rồi bắt tao. Đâu rồi, đâu rồi. Bắt tao, khí ơi, khí. Bắt tao, bắt tao, bắt tao, bắt tao. Ôi, xinh. Ôi, xin. Mấy anh là chuẩn 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 em bắt được khỉ chưa? Bắt được khỉ chưa? Ôi, xin.
sinh nó đã nhận được thành con khí rồi. Ô, cành đấy đấy, mạnh mạnh, cành đấy đấy. Mày đưa đi ông cái xích đi anh, đưa đi ông cái xích đi anh ơi. Không, bế đi, không phải xích. Bế đi đi. Mày ơi, mày. Mày bắt được cái quả này, sư phụ làm quả này. Đi mày nhá. Thưa mày đấy. Thưa mày đấy. Anh bắt hồ rồi, có được thử cái gì không? Quả này, bây giờ tí mày phải mua trà sữa cho anh em tao, không là quả này là hơi bị mệt đấy. Anh Thạch ơi, anh không có anh em mà, anh không bắt được, cứu được con khỉ nó chạy mất rồi, hết rồi đấy. Em có ý kiến, em có ý kiến. Ơi, em có ý kiến. Không, em không uống trà sữa đâu, em ăn bim bim. Ok. Nha, anh trà sữa cho mạnh nhá. Trà sữa nhá. Hai cốc kia. Nhớ chưa? Hai bim bim nhá. Đại uống gì? Đại uống gì? Để nó tí nó còn biết đường nó đi mua. Mẹ mất con khỉ này, con khỉ này. Uống à? Uống gì nhỉ? Uống gì? Ui. Tố sầu riêng mấy mít. Ui rồi. Thế lịch sự đấy. Mày qua nó không chạy đi mất. Tí mày làm cho anh coi là cốc trà sữa siêu to khổng lồ như bà Tân Vlog đấy nha. Đi mua có 12 cốc. Mày bế về đi. Làm cho anh một chậu trà sữa nha, nhớ chưa? Đấy. Hứa chưa? Rồi. Có mua không? Có. Được. Thằng này ăn mỗi bim bim à? Em hai gói bim bim thôi. Bim bim siêu to khổng lồ chứ. Vâng. Bim 500.000 một gói đấy nhá. Hả mày nhá? Vâng. Mày qua em sợ, chỉ sợ nó mất nó chạy bên kia sang bên kia. Cái baby của sư phụ mấy chị Tường Vy ấy. Ui giời. Ăn gì ghê thế? Đây, đi vệ sinh ấy là nó vụt lên trên đấy. Giới thiệu với mọi người đây là chú khỉ baby của bà Tường Vy Vlog tặng cho sư phụ đúng không? Nhìn đang yêu chưa? Đấy. Chị thương nhỉ? Sư tỷ tặng cho sư phụ nhé mọi người nhé. Ê, đội mũ à? Cho nó đội mũ đi. Chú khỉ rất là dễ thương và đáng yêu nhé mọi người nhé. Thế rất là ngoan luôn. Thế làm sao mà này ấy ra được? Ai biết được mày ấy kiểu gì? Em đi vệ sinh em dốc này, nó dãy tổ xích nó chạy lên đỉnh cây. Dãy là con khay con khỉ nó mở khóa ra. Con này chắc nó mở khóa ra rồi. Con khỉ nó mở khóa rồi. Con khỉ này khôn lắm. Cái quái này. Đi vệ sinh là tao đi vệ sinh, phải cho đi vệ sinh cùng ấy. Chắc là ông buồn đái rồi. Chắc nó buồn đái, nó theo mày. Nó buồn đái, nó cởi xích ra chứ. Nhưng mà xích như này thì mất rồi. Ai biết đâu, con khỉ nó giỏi chứ người. Mở nó như da bình thường như. Cái này lạ nha. Khỉ giỏi như người. Thế là lạ đấy. Gì? Trà gì? Mày nhớ tí mua trà sữa cho tao, tao có nhớ mày không? Trà sữa nha, bim xin tố nha. Nhớ quá, không mua là mẹ thả mẹ khỉ lại, trả lại cho cú cho nó. Thằng này cứ nó thế lại đi, thả mẹ lại đi. Thả đi. Cho nó bắt đi. Đừng mấy ơi. Mày có mua không? Không mua không? Cho anh mua không? Không anh em mình lại thả. Nhưng mà em nghi lắm. Nghi đi. Thả mẹ nó, ghi thả mẹ nó. Thả mẹ nó. Như vậy không thể nó dạy một con sức con khí con này không thể nó dạy được. Mày lấy cái tay nó thử coi nó bóp được không? Anh em mình lại thả. Thả mẹ nó. Thằng này nó cứ không tin anh em, không tin cái gì. Mẹ không tin thả ra. Thả ra ngoài chứ bù ra. Thả ra ngoài chứ bù ra. Anh này bảo anh đại thả lên cây cho mày đi tìm bây giờ. Tao lại thả lên đấy nhá. Đại thả đấy nhá. Chắc vừa lấy tao thả rồi, bây giờ tao lại thả nữa bây giờ nhá. Cái tay vừa lấy tao thả bây giờ tao. Ôi ôi anh em ơi. Anh em ơi, chạy. Ôi ôi. Vừa đấy, mày nhớ mua trà sữa cho tao nhá. Mày nhớ là mua trà sữa tao nhá, thằng Mạnh này. Thả khỉ ra cho nó đuổi. Thả khỉ ra anh em ơi. Thả khỉ ra cho nó đuổi. Mày đuổi tao. Tao có thằng đấy thả khỉ ra. Tao thả mẹ khỉ ra. Bọn mày cứ để nó đuổi ra, tao thả khỉ ra. Thả khỉ ra. Mày sao được mà chơi em kiểu như thế nào? Mày biết là buổi trưa anh em đang ngủ. Thôi, hôm nay là mày chưa có video thì tiện thể hôm nay là anh em ta làm trong cái video. Thì mọi người còn phải cảm ơn anh em ta nhá. Mày đi bắt thật. Thôi nhá. Thôi mọi người ạ. Hôm nay là... Thôi. Ui các bạn ạ. Lâu lâu rồi không... Mọi người lâu rồi thì anh em không làm cái màn trôn nào đấy thì hôm nay... tiện thể thấy thằng em Mạnh này nó bế con khỉ của sư phụ đang đây thì anh em mình tiện đây làm cái video trôn cho nó. Tí nữa được mấy cốc trà sữa. Cuối cùng cái thằng cha đại này đều phát triển làm sao lại tự tướng lại nói lộ ra. Có phải là hôm nay có trà sữa không? Em nhầm. Chán quá.
Nhưng mà hôm nay là video này xin kết thúc ở đây, thì các bạn thấy hay đừng quên ủng hộ cho Mạnh TG một like, một đăng ký và chia sẻ video giúp Mạnh TG nhá. Và đừng quên ủng hộ cho cả anh em team mình nữa nhé. Mình đi vào xem thế nào đi. Anh thấy em nhưng thấy, mà nó đuổi em mệt lắm này. Em cũng mệt lắm rồi, sắp xì khói ít rồi. Đi. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.